Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô Giang sẽ giúp các em học sinh lớp 9 giải một cái đề ôn tập giữa học kỳ 2 năm học 2022-2023 của trường Trung học Thực hành Sài Gòn. Thời gian làm bài là 60 phút. Câu 1 phần A, giải hệ phương trình 3 thừa số với x cộng 1 cộng 2y bằng trừ x, 5 thừa số với x cộng y bằng trừ 3x cộng y trừ 5. Ta đi giải bài toán này. Phương trình thứ 1 tương đương với 3x cộng 3 cộng 2y bằng trừ x. Phương trình thứ 2 tương đương với 5x cộng 5y bằng trừ 3x cộng y trừ 5. Bước 2 ta vừa thực hiện thu gọn vừa thực hiện chuyển vế. 3x chuyển vế trừ x sang là cộng x thành 4x cộng với 2y bằng 3 chuyển vế sang thành âm 3. Trừ 3x ở phương trình 2 chuyển vế sang vế trái thành cộng 3x với 5x là 8x. Y ở vế phải chuyển sang vế trái thành trừ y, 5y trừ y thì còn cộng 4y bằng âm 5. Ta thực hiện nhân phương trình 1 với 2. Ta được 8x cộng với 4y bằng âm 6. Phương trình 2 là 8x cộng với 4y bằng âm 5. Ta thực hiện trừ 2 phương trình với nhau vế với vế thì ta được 0x bằng trừ 6 trừ đi trừ 5 thành cộng 5, trừ 6 cộng 5 thì còn âm 1. Và phương trình thứ 2 ta chọn phương trình đơn giản là 4x cộng với 2y bằng âm 3. Ta đánh số phương trình 1. Phương trình 1 vô nghiệm nên hệ phương trình đã cho vô nghiệm. Câu B, giải phương trình 7x bình cộng 5x trừ 2 bằng 0. Khi ta thực hiện làm bài kiểm tra này, chúng ta chưa học cái hệ thức VS, cho nên chúng ta phải giải theo cái công thức nghiệm của phương trình bậc 2. Thì phương trình này có hệ số A bằng 7, hệ số B bằng 5, hệ số C bằng âm 2. Ta thực hiện tính delta. Delta bằng B bình trừ 4AC bằng B là 5, tất cả bình phương trừ đi 4 nhân với 7 nhân với âm 2 bằng 25 cộng với 56 bằng 81. Số này lớn hơn 0. Căn bậc 2 số học của delta bằng căn của 81 bằng 9. Vì delta lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. X1 bằng trừ B cộng căn delta trên 2A bằng trừ 5 cộng với 9 chia cho 2 nhân với 7. Trừ 5 cộng 9 thì còn 4 phần 2 nhân 7. Ta thực hiện rút gọn chia cả tử và mẫu cho 2, ta được 2 phần 7. X2 bằng trừ B trừ căn delta trên 2A là trừ 5 trừ 9 trên 2 nhân 7 bằng trừ 14 phần 14 bằng âm 1. Câu 2, cho parabol P y bằng 1 phần 4 x bình và đường thẳng D y bằng 1 phần 2 x cộng 2. Câu hỏi A là vẽ P và D trên cùng một mặt phẳng tọa độ OXY. Câu hỏi B là tìm tọa độ giao điểm của P và D bằng phép tính. Hiện giải phần A. Hàm số y bằng 1 phần 4 x bình xác định với mọi x thuộc R. Ta lập bảng giá trị. Ta lấy x các giá trị là âm 2, âm 1, 0, 1, 2. Tính giá trị tương ứng của y. Ta x bằng 0, y bằng 0. Ta x bằng 1 thì y bằng 1 phần 4. Ta x bằng 2 thì y bằng 1. Ta lấy đối xứng qua là 1 phần 4 và 1. Vẽ đồ thị và nêu nhận xét. Ta xác định điểm mà đồ thị đi qua. Đi qua điểm O tọa độ 0, 0. Đi qua điểm 1, 1 phần 4. Và điểm trừ 1, 1 phần 4. Đi qua điểm có tọa độ là 2, 1. Và điểm có tọa độ là trừ 2, 1. Ta thực hiện vẽ đồ thị đi qua 5 điểm. Ta nêu nhận xét. Đồ thị hàm số y bằng 1 phần 4 x bình là parabol đỉnh O tọa độ 0, 0. Nhận OY là trục đối xứng. Nằm bên trên trục OX. Đỉnh O tọa độ 0, 0 là điểm thấp nhất. Ta sang ý thứ hai là vẽ đồ thị hàm số y bằng 1 phần 2 x cộng 2. Đồ thị hàm số y bằng 1 phần 2 x cộng 2 là đường thẳng đi qua điểm có tọa độ 0, 2 và điểm có tọa độ trừ 4, 0. Phần B là tìm tọa độ giao điểm của P và D bằng tính toán. Phương trình hoành độ giao điểm của P và D là đó là phương trình 1 phần 4 x bình bằng 1 phần 2 x cộng 2. Nhân cả hai vế với 4, ta được là x bình bằng 2 x cộng với 8. Tương đương với x bình trừ 2x trừ 8 bằng 0. Delta bằng âm 2 tất cả bình phương trừ đi 4 nhân với 1 nhân với âm 8 bằng 4 cộng với 32 bằng 36 lớn hơn 0. Căn của delta bằng căn của 36 bằng 6. Từ đó phương trình có hai nghiệm. X1 là trừ B cộng căn delta trên 2A chính là 2 cộng với 6 trên 2 bằng 8 trên 2 là 4. X2 bằng 2 trừ đi 6 trên 2. 2 trừ 6 là âm 4 chia 2 được âm 2. Với x1 bằng 4 thì suy ra y1 bằng 1 phần 2 nhân với 4 là cộng với 2. 4 chia 2 được 2, 2 cộng 2 là 4. Còn x2 bằng âm 2 thì suy ra y2
bằng 1 phần 2 nhân với âm 2 rồi cộng thêm 2 bằng âm 2 với 2 rút gọn đi thì còn âm 1, âm 1 cộng 2 là 2 trừ 1 còn 1. Vậy P và đây có hai giao điểm là điểm thứ nhất là điểm có tọa độ 4, 4 và điểm thứ hai có tọa độ là trừ 2, 1. Câu 3. Người ta dự kiến trồng 300 cây trong một khoảng thời gian. Do điều kiện thuận lợi nên mỗi ngày trồng được nhiều hơn 5 cây so với dự kiến. Vì vậy đã trồng xong 300 cây ấy trước 3 ngày. Hỏi dự kiến ban đầu mỗi ngày trồng bao nhiêu cây? Giả sử số cây trồng mỗi ngày bằng nhau. Ở trong bài toán này muốn tính tổng số cây trồng thì chúng ta lấy năng suất nhân với thời gian. Thì đề bài cho biết là dự kiến trồng 300 cây. Và thực tế cũng trồng 300 cây. Hỏi dự kiến ban đầu mỗi ngày trồng bao nhiêu cây, tức là dự định năng suất trồng một ngày là bao nhiêu cây thì ta gọi đó là x cây. Thế thì thời gian trồng sẽ là lấy tổng số cây là 300 chia cho x. Do điều kiện thuận lợi cho nên mỗi ngày trồng được tăng nhiều hơn dự kiến là 5 cây, tức là x cộng với 5. Thì thời gian sẽ là 300 chia cho x cộng với 5. Do đó phương trình là ta lấy thời gian dự kiến là 300 trên x trừ đi thực tế là 300 trên x cộng 5 thì bằng 3 ngày. Thì đây chính là phương trình của bài toán. Chúng ta thực hiện vào giải bài toán này. Có x cây là số cây dự kiến trồng trong mỗi ngày. Điều kiện là x phải thuộc tập hợp n sao. Thời gian dự kiến trồng 300 cây là 300 trên x, đơn vị là ngày. Do điều kiện thuận lợi mỗi ngày trồng được x cộng 5 cây nên số ngày trồng 300 cây là 300 chia cho x cộng 5, đơn vị là ngày. Vì trồng xong trước thời hạn 3 ngày, ta có phương trình 300 trên x trừ 300 trên x cộng 5 thì bằng 3. Chúng ta thực hiện giải phương trình này. Ta thực hiện quy đồng, khử mẫu thì ta được 300 nhân với x cộng 5 trừ đi 300 nhân với x bằng 3 nhân với x cộng 5. Phương trình này tương đương với 1500 bằng 3x bình cộng với 15x tương đương với 3x bình cộng 15x trừ 1500 bằng 0. Chia cả hai vế của phương trình cho 3 thì ta được phương trình x bình cộng 5x trừ 500 bằng 0. Ta giải phương trình này. Hệ số A bằng 1, hệ số B bằng 5, hệ số C bằng âm 500. Delta bằng B bình trừ 4AC bằng 5 bình phương trừ đi 4 nhân với 1 nhân với âm 500 bằng 25 cộng với 2000 bằng 2025 lớn hơn 0. Căn của delta bằng căn của 2025 bằng 45. Vì delta lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. X1 bằng trừ B cộng căn delta trên 2A bằng trừ B là trừ 5 cộng căn delta là cộng 45 chia 2A là 2 nhân 1. 45 trừ 5 còn 40 chia 2 thì được 20. X2 bằng trừ B trừ căn delta trên 2A bằng trừ 5 trừ 45 chia cho 2 nhân 1. Trừ 5 trừ 45 là trừ 50 chia cho 2 được trừ 25. Thì ta nhận thấy cái giá trị X1 bằng 20 là thỏa điều kiện. Còn cái giá trị X2 bằng âm 25 là không thỏa điều kiện. Vậy theo dự kiến mỗi ngày trồng 20 cây. Câu 4. Cho đường tròn tâm O bán kính R có đường kính AB. Lấy điểm C thuộc đường tròn tâm O bán kính R sao cho AC bằng R. Tiếp tuyến tại C của đường tròn này cắt đường thẳng AB tại M. Tiếp tuyến tại B của đường tròn này cắt đường thẳng MC tại D. Câu hỏi A là chứng minh tứ giác CDBO nội tiếp và MC bình phương bằng MA nhân MB. Câu hỏi B là tính diện tích tam giác MDB theo R. Ta giải bài toán này. Trước tiên ta đi vẽ hình. Cho đường tròn tâm O bán kính R. Vẽ đường kính AB. Lấy điểm C thuộc đường tròn tâm O bán kính R sao cho AC bằng R. Thì chúng ta sẽ vẽ một cái cung tròn tâm là A, bán kính là R. Nó cắt đường tròn tại một điểm. Thì điểm này chính là điểm C. Ta vẽ tiếp tuyến tại C. Tiếp tuyến tại C của đường tròn cắt đường thẳng AB tại điểm M. Tiếp tuyến tại B của đường tròn O cắt đường thẳng MC tại điểm D. Câu hỏi A là chứng minh tứ giác CDBO nội tiếp. Xét tứ giác CDBO có góc DBO bằng góc DCO bằng 90 độ. Lý do là BD và CD là tiếp tuyến tại B và C của đường tròn O. Từ đây ta suy ra góc DBO cộng góc DCO
bằng 90 độ cộng 90 độ bằng 180 độ. Vậy tứ giác CDBO nội tiếp. Đã sang ý thứ hai là chứng minh MC bình phương bằng MA nhân MB. Thì muốn chứng minh MC bình phương bằng MA nhân MB, ta cần phải có tỷ số MC trên MA bằng MB trên MC. Tức là ta có tam giác MCB đồng dạng với tam giác MAC. Hai tam giác này có góc M chung, có góc B1 bằng góc C1 vì cùng chắn cung AC. Như vậy ta đi vào chứng minh bài toán như sau. Xét tam giác MCB và tam giác MAC có góc M chung, góc B1 bằng góc C1 bởi vì một góc B1 là góc nội tiếp, còn góc C1 là góc tạo bởi một tia tiếp tuyến và một dây cùng chắn cung nhỏ AC. Nên tam giác MCB đồng dạng tam giác MAC. Trường hợp góc góc, ta suy ra tỷ số MC trên MA bằng tỷ số MB trên MC. Từ đây ta suy ra tích MC bình phương bằng MA nhân với MB. Đây là điều phải chứng minh. Câu B là tính diện tích tam giác MDB theo R. Ta thấy tam giác MDB là tam giác vuông tại B, cho nên chúng ta sẽ tính diện tích tam giác này nhờ tính hai cạnh góc vuông là MB và BD. Tam giác OAC đều vì có OA bằng OC bằng AC bằng R, nên góc O1 bằng 60 độ. Tam giác OCM vuông tại C do MC là tiếp tuyến tại C của đường chắn O. Ta suy ra cốt góc O1 bằng cạnh kề OC chia cho cạnh huyền OM. Suy ra OM bằng OC chia cho cốt góc O1 bằng R chia cốt 60 độ bằng R chia 1 phần 2 bằng 2R. BM bằng OB cộng OM bằng R cộng với 2R bằng 3R. Tam giác OCM vuông tại C nên góc M bằng 90 độ trừ đi góc O1 bằng 90 độ trừ 60 độ bằng 30 độ. Tam giác BMD vuông tại B nên BD bằng BM nhân với tan góc M bằng 3R nhân với tan 30 độ bằng 3R nhân với căn 3 trên 3 bằng R căn 3. Diện tích tam giác MDB bằng 1 phần 2 MB nhân với BD bằng 1 phần 2 nhân 3R nhân với R căn 3 bằng 3 căn 3 trên 2 nhân với R bình phương. Đơn vị diện tích. Bài học này tạm dừng tại đây. Các em vui lòng đăng ký kênh, bấm like ủng hộ cô và đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo khi cô đăng bài mới nhé. Cô thân ái chào các em.